Không chờ đợi bão đến mới hành động, mỗi người dân, từng hộ gia đình hãy chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng tránh. Thường xuyên theo dõi thông tin mới nhất về bão, áp thấp nhiệt đới qua TV, radio, điện thoại, loa phát thanh của thôn, phường, các bản tin công cộng, người có trách nhiệm cảnh báo. Phân công thành viên trong gia đình chuẩn bị chống bão, lưu các số điện thoại khẩn cấp, cất giữ giấy tờ, tài liệu quan trọng trong túi không thấm nước, kiểm tra, gia cố chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xung quanh nhà phòng tránh cây đổ gãy, gia cố lồng bè nuôi trồng hải sản, chủ động thu hoạch sớm nông sản, hải sản theo khuyến cáo của chính quyền. Chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết trong tối thiểu 3 ngày, được đóng gói thuận tiện mang theo, bao gồm nước uống, lương khô hoặc thực phẩm ăn liền. Đối với gia đình có trẻ nhỏ cần chuẩn bị sữa, đồ ăn dặm, dụng cụ pha sữa cho trẻ em, đồ dùng sơ cứu như bông, băng, thuốc sát trùng, dầu gió. Thuốc chữa những bệnh thông thường, tiêu chảy, hạ sốt, cảm cúm, đau mắt. Thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho người già, người bị bệnh mãn tính. Thuốc khử trùng, làm sạch nguồn nước, áo phao, điện thoại di động, đèn pin và pin dự phòng của các vật dụng. Luôn chú ý sạc pin đầy đủ cho các thiết bị. Tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai khi có các cảnh báo tiếp theo.